nghệ sĩ Phạm Bằng, sinh năm 1931 tại Hà Nội, tên đầy đủ là Phạm Văn Bằng. Ông qua đời vào 20 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2016 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan, hưởng thọ 85 tuổi. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bố ông mất sớm, để lại người vợ quá 24 tuổi cùng 3 người con. Mẹ ông ở vậy nuôi 3 chị em khôn lớn. Khi biết ông lựa chọn nghề diễn viên cho con đường sống và mưu sinh của mình, mẹ ông dứt khoát không đồng ý. Năm 1955, Phạm Bằng trở thành sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Công chính. Trong quá trình học ở trường, theo lời lôi kéo rủ rê của bạn bè, ông cũng tham gia đóng vài vở kịch. Năm 1956, đang học năm thứ 2 trường Cao đẳng Giao thông Công chính, Phạm Bằng phải nghỉ học. Nghệ sĩ Phạm Bằng kết hôn năm 29 tuổi với người phụ nữ kém ông 8 tuổi. 44 năm chung sống với nhau, Phạm Bằng luôn dành cho vợ những lời trân trọng, ngợi ca. Vợ nghệ sĩ Phạm Bằng mất năm 2003. Ông cho rằng bà góp 98% vào thành công của mình. Phạm Bằng càng thương vợ hơn khi bà không ngại ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng, trải qua bạo bệnh để sinh con trai nối dõi tông đường cho ông. Sau khi bà mất, ông bị khủng hoảng tinh thần một thời gian. Ông bà có 4 người con, là 3 người con gái và một cậu con trai út. Hai người con trưởng thành đã đi xa, mỗi người một phương. Những năm cuối đời, ông sống với con gái thứ 3 chưa chồng. Ông còn được người hâm mộ nhớ đến bởi quán bánh trôi tàu ở 30 Hàng Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, do đợt ốm trong khoảng thời gian từ 2012 đến năm 2013, quán tạm thời đóng cửa. Đến năm 2017, sau 5 năm, quán được mở cửa lại bởi người con trai út của ông.